quý bà con đã bắt đầu tiến hành bón phân cho lúa chưa? Thì hôm nay thì chúng tôi tiến hành bón phân thúc lần một cho lúa. Và chúng tôi sử dụng phân bón NPK 14 14 14 để tiến hành bón cho lúa. Đây là hình ảnh bao bì phân bón NPK 14 14 14 11S của công ty ADI. Rất là dễ cho việc bón phân.